Nhưng đối với một người tu lầm là chúng ta hại muôn triệu kiếp đó. Vỗ tay đi. Nghe muôn triệu kiếp cái nhăn răng ra. Ghê quá hả? Đúng như vậy á. Tại vì sao? Cái duyên này, cái duyên sai lầm này nè, nó trợ cho cái duyên sai lầm kia. Thí dụ kiếp này mình mê tín đi, đời sau sanh ra tự nhiên mình thấy cái gì mà nó thuộc về mê tín là mình thích. Người ta nói chánh tín mình không nghe. Vì sao? Cái duyên của mình mà, cái duyên mình gieo, mình gieo với mê tín. Cho nên khi mình tu thì phải hết sức là cẩn thận. Những cái gì mà nó không đúng chánh pháp thì dứt khoát mình không đi theo. Tu thì phải rành mỗi cách tu, đúng không nè? Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Đó, khổ lu bù là vậy đó. Cái duyên này nó trợ cho cái duyên sau. Lạ lùng quý vị biết không? Cứ đời sau sanh ra mình thấy cái gì nó u u mê mê, nó không có chánh tín là tự động mình đi theo. Còn cái chánh tín, chánh pháp, tự nhiên mình thấy mình không thích. Cái đó là nghiệp duyên nó dẫn dắt mình. Cho nên cái này là vô cùng quan trọng. Vì vậy phải nhớ, phải học để biết, để mà tu cho đúng. Cái niềm tin của chúng ta được xây dựng trên cái niềm tin trí tuệ. Chứ mà mình không xây dựng trên cái niềm tin trí tuệ dễ sai lầm. Thí dụ là cuộc đời có được bao lâu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay? Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là nhiều khi chúng ta có từ bi nhưng mà chúng ta không có buông bỏ, thì cái đó thật sự ra không phải là từ bi. Vì sao? Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết, không bì một ai. Hỷ là vui vẻ hòa hài, xả là xóa hết đắng cay vui buồn. Mình thấy cái sai của mình là gì? Thứ nhất, từ là tâm chẳng sân si mà mình sân si tối ngày, làm gì có tâm từ. Tâm từ là dứt khoát quá sân, mà mình sân si làm gì có tâm từ. Bi là thương hết, không bì một ai. Mình có người thương người ghét à? Mà kể cả quý vị cho là quý vị thương đúng nha. Thí dụ mình ra ngoài mà đi từ thiện, điều đầu tiên mình thấy cái người nghèo, thiệt nghèo là mình thương. Người giàu dứt khoát không thương. Vì làm gì có vụ thương hết. Mình đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh, thứ nhất là bệnh tật, mồ côi, neo đơn, cô độc, không người thân, vân vân, mình thương. Còn người nào không nằm trong cái điều kiện này, không bệnh, không hoạn, người thân thì đầy đủ, gia đình thì sức mấy mà thương. Thậm chí mình đi phát quà từ thiện nghe, lỡ có người đeo vàng đến lãnh quà là mình chửi tơi bời qua lá rồi. Trời ơi, giàu vậy mà đi đánh qua. Như vậy thì theo quý vị có tâm bi không? Định nghĩa tâm bi là gì? Bi là thương hết, không bì một ai. Nghĩa là sao? Người bệnh mình thương là đúng rồi, nhưng mà người khỏe làm ơn cũng thương luôn giùm cái đi. Người khen mình thương đúng rồi, nhưng mà người chê mình phải thương luôn. Hiểu chưa? Được không? Không được. Làm được mới gọi là tốt tâm bi. Tự nhiên mình thấy người nghèo mình mới thương, người khỏe mình không thương, ấy quên, người giàu mình không thương.
Mình thấy người bệnh thì mình thương, mình thấy người khỏe thì mình không thương. Theo quý vị cái này là có từ bi không? Có từ bi không? Đó, thấy tu sai chưa? Đó, người khen mình tức là không phân biệt nam phụ lão ấu già trẻ bé lớn đẹp xấu giàu nghèo, mình phải thương hết thì mới gọi là có tâm bi, mới có tâm bi. Có cái cô này cô đi chùa à, cô làm phước, còn cũng tu tập dữ lắm, chỉ có buồn chị gia đình mà chồng cổ bỏ cổ đi theo người khác, cổ buồn quá, thế là cổ lao vào chùa cổ tu, tu tinh tấn dữ lắm, tu tích cực dữ lắm. Nhưng cứ mỗi lần mà cổ nguyện, biết cổ nguyện sao không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. Hả? Thù hả? Ai bà cũng muốn cho người ta thành Phật hết, nhưng mà riêng con vợ bé của chồng cổ, mày phải trầm luân sanh tử luân hồi vô số kiếp cho mày đọa đài khổ đau. Tao không bao giờ cầu cho mày thành Phật. Cho mày sanh tử luân hồi mãi mãi luôn, lúc kiếp luôn. Còn ai bà cũng mong cho người ta giác ngộ thành Phật hết, nhưng mà đặc biệt riêng vợ bé của... Theo quý vị người này có từ bi không? Trời ơi, không có từ bi luôn hả? Ngoài trừ có người mà không có từ bi luôn hả? Dạ hả? Phải thương hết hả? Đó, đúng rồi, phải thương hết. Nhờ mình đi nghe pháp. Rồi có một người họ nói rằng là như thế này. Họ nói thưa sư, con tu thì con tu thiệt, nhưng gặp Phật thì con tu, gặp quỷ con trừ. Đúng nè. Bây giờ con đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy, con đi với thầy thì con mặc áo tràng, nhưng mà con đi với chồng thì con mặc áo đầm mà. Chịu không chịu thôi. Cái gì thấy sao? Đúng hay sai? Đúng không? Cho nên tặng quý vị bài hát là áo em chưa mặc một lần. Thể loại nhạc của chúng tôi là nhạc đời mà lời đạo. Cái bài nhạc đời hôm nay quý vị nghe là áo em chưa mặc một lần, nhưng mà chúng tôi hát bằng lời đạo. Cái điệu của cái bài nhạc đời là tôi với người, đúng không? Là cái bài tôi với nàng, quên đó, trời ơi ghê. Tôi với nàng hai đứa sao đó quý vị nói à, chứ chúng tôi không nói, nó bất công ta nói ông giảng sư này nó giảng nó yêu đương lum nữa. Nhưng mà hôm nay chúng tôi chỉ mượn cái điệu nhạc đó thôi, mà chúng tôi gửi cái lời đạo vào đó, mời quý vị thưởng thức. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu cho bớt sầu đau, mong ánh đạo nhiệm màu cùng soi sáng tâm con, còn lưu liên xin đức từ quang ban lành cho đời hân hoan. Tâm vốn lành nhưng bởi vì tham danh sai đắm mong mơ, tâm dương niềm
muộn phiền. Đừng quán trách thiệm chỉ điều quán trai, duyên kiếp nào mang phải đâu đổ lỗi cho đời. Từ đây nên sống về nguồn, vòng tâm sao lắm muộn phiền, tu tâm mà xóa nhỏ đau thương, tình tâm mà lòng mà không tiếc nuối, xa rồi u phiền năm xưa còn vẫn ngồi nghe pháp từ gian xa, tâm mà vẫn bình tâm chân lý rồi lòng trần, từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn đời. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu vòng đến muôn đời. Cho nên bi là thương hết, không bì một ai. Người giàu mình thương thì người nghèo cũng thương. Có người thì ta trọng giàu khinh nghèo, có người thì thương nghèo nhưng mà ghét giàu, tào lao luôn. Đừng có tưởng đâu là mình đi thương người nghèo mình ghét người giàu là đúng, tào lao. Gặp Phật thì tu đúng rồi, gặp quỷ thì phải tu nhiều hơn nữa mới được, chứ nó quá, nó phá mình quá rồi mình tu, hiểu chưa? Còn gặp Phật không tu thì giờ làm cái gì? Không lẽ quý vị vào chùa rồi nhìn Phật mình sân si? Có ai vậy không? Không. Gặp quỷ mà mình không sân si mới là hay. Cho nên bi là thương hết, không bì một ai. Mời quý vị hát theo câu này nhé. Từ bi quán hài bạc, sanh linh còn đau khổ hài bạc. Sao mà lạc giọng vậy? Dư vững niềm tin hai ba, pháp lưu vòng đến muôn đời. Làm lại hai ba. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ hai ba, giữ vững niềm tin pháp lưu vòng đến muôn đời hai ba. Làm luôn hai câu lượt nha. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ hai ba, giữ vững niềm tin pháp lưu vòng đến muôn đời. Vỗ tay. Thuộc chưa? Trời ơi, cái gì cũng chưa thuộc hết đâu vậy? Còn nghe pháp dài dài. Cái cuộc đời của cái người tu chúng ta không có gì phải buồn. Cái gì hiểu không? Cái gì hiểu, người ta nói là mình tu rồi phải bớt buồn đi. Sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh chạy được là được, tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được, nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được, ông xã về trễ miễn về là được, bà xã cằn nhằn thương mình là được, tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được, tất cả phiền não biết xả là được.
kiên trì cố chấp, biết buông là được. Nói nhiều như vậy, hiểu được là được. Vẫn còn chưa hiểu, nghe lại là được. Có gì đâu, không có gì mà để cho tâm mình khó chịu hết. Trời ơi, tức quá sư ơi, có hai câu mà nhớ không được. Không có gì mà phải bực mình. Người tu chúng ta là trong hoàn cảnh nào cũng an lạc hết. Hiểu chưa? Có tiền thì mình sống theo cái người an lạc, cái người có tiền. Mà không tiền thì mình sống theo an lạc của cái người không tiền. Cái nào nó cũng có cái vui và cái buồn hết. Cái người mà có quyền chức á, thì họ có cái vui của người có quyền chức. Nhưng mà người không có quyền chức cũng có cái vui, cũng không có quyền chức. Ăn thua mình có khéo tu hay không. Linh đinh qua cửa thần phù, khéo tu thì nói, dụng tu thì chìm nó. Chứ không phải mình. Người ta nói rằng là mình giữ cái tâm mình, chứ không phải giữ cái cảnh. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Mình đến đây mình phải biết tự an cho mình. Chứ Phật nào mà an cho mình. Hiểu không? Sao già yếu vậy? Tức là mình đến đây mình học pháp Phật để mình tự an cho mình. Chứ Phật mà an cho mình thì thôi quý vị khỏi đến đây. Ở nhà ăn no là lên giường kê gối cao đầu ngủ cho đã. Phật an hết. Tại vì sao? Phật thương chúng sanh như là thương con vậy đó. Nếu mà Phật tu dùm được cho mình để an thì quý vị khỏi cần tu. Dám chắc quý vị cứ ở nhà ăn ngủ cho đã. Rồi chi? Ăn ngủ cho đã đi chi? Phật an cho mình. Có không? Phật có an được cho mình không? Đúng rồi. Mà ai an cho mình? Tự an cho mình đó. Hải đảo tự thân. Đức Phật ngày dạy phải nương vào chánh pháp và phải nương vào chính mình. Và sư Chánh Định hay nói, dựa vào cây thì cây sẽ đổ, dựa vào núi, núi sẽ mòn, dựa vào sông, sông sẽ chảy, dựa vào người, người cũng đi. Muốn an vui, dựa vào pháp. Muốn tồn tại, dựa vào chính mình. Vỗ tay đi. Như vậy thì có hai cái chỗ mà dựa. Muốn an vui thì dựa vào cái gì? Pháp. Thì pháp Phật á, là có cái hiệu năng giúp cho chúng ta an vui, an lạc. Đúng rồi, ly khổ đắc lạc, đó là cái hiệu năng của pháp. Nhưng muốn tồn tại thì dựa vào ai? Dựa vào mình. Mình hay dựa người vào người khác lắm. Không biểu từ đâu mà mình lấy cái hạnh phúc, cái điều kiện từ bên ngoài vào bên trong không à? Ngộ vậy đó. Mỗi lần mình thương ai cái thấy người đó cái vui, mà dắn người đó cái buồn. Trời, tào lao vậy. Cái buồn vui của mình mà mình đi mình vay mượn từ người khác. Thấy không nè, mình vay mượn từ bên ngoài. Cái gì mà nó thuận lòng mình, nó thuận ý mình, nó không có nghịch ý, mình thấy mình vui. Mà cái gì nó nghịch ý mình, cái mình buồn. Vì vậy có câu nói rằng đừng mong thay đổi một người làm cho mình khó chịu, hãy mong thay đổi cái tâm khiếu chọ của mình. Khiếu chọ là gì? Trời giỏi vậy. Hồi nghe pháp mà đạt tới cái trình độ mà nghe lái luôn vậy đó hả? Hay quá hả? Đừng mong thay đổi một người mà làm cho mình khó chịu. Mà mình tối ngày mình mong thay đổi cái người đó không à? Bây giờ mình tu rồi,
thì mong thay đổi cái gì? Cái tâm hiếu trợ. Trời ơi hay quá. Là cái tâm khó chịu của mình. Mà mình thay đổi cái tâm khó chịu của mình thì nó còn hy vọng nghe. Còn thay đổi người khác làm cho mình khó chịu có hy vọng không? Không bao giờ. Gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Mà mình dời mình còn không được đây, mình dời người khác là sao? Thấy không nè? Hôm qua tôi là người rất thông minh, tôi cố gắng làm tất cả để thay đổi cái thế giới này. Hôm nay tôi là người có trí tuệ, tôi làm tất cả để thay đổi bản thân tôi. Thấy không nè? Con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay? Thôi thì ta tự đổi thay. Đó, thay đổi là tự đổi thay. Giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Từ bi buông bỏ là xong. Thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Quý vị biết tại sao mà mình mặc dù đi tu đến chùa mình học được từ bi, rồi học có trí tuệ mà mình vẫn khổ không? Biết tại sao không? Đó, tu sân si. Người ta từ bi là cái tâm của người ta buông bỏ, còn mình từ bi mà không có buông bỏ. Mình giúp, mình thể hiện cái lòng từ bi, mình thương người, mình giúp người này kia mà mình có buông bỏ, mày bỏ không? Mình không có bỏ. Mình cho nhưng mà mình còn dính mắc trong đó. Muốn người ta thế này thế nọ. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị, khi quý vị bố thí từ thiện cúng dường thì phải giống như cái hình thức thả chim, phóng sanh cho nó bay đâu đi bay đó. Còn đừng bao giờ bố thí từ thiện cúng dường như là thả diều. Hiểu thả diều không? Thả diều sao? Đó, cột cộng dây. Trời ơi, lên chùa mà cúng cái gì đó mà ngày mai ông trụ trì ông không làm như ý mình là chết. Thầy làm con buồn quá. Thấy không nè? Như vậy thì mình, cái này là thả chim hay thả diều? Thả diều. Mình phải mình phải giống như là thả chim phóng sanh vậy đó. Thả nó về trời, nó bay đâu kệ nó. Mình kéo theo sợi dây thêm chi nữa. Mà mình lúc nào cũng có sợi dây. Thì cái tình trạng này Sư Chánh Định nói là mình buông mà chưa bỏ. Hiểu chưa? Cho nên tại sao trong chùa nó phải có cái chuông và cái mõ? Hiểu không? Vào chùa nghe tiếng chuông thì nghĩ đến chữ buông, phải cộng thêm cái chữ mỏ để nghe đến chữ bỏ. Hiểu chưa? Vào chùa nghe tiếng chuông thì nghĩ đến chữ gì? Buồn. Nghe tiếng mỏ nghĩ đến chữ gì? Còn mình nghe tiếng chuông nghĩ đến chữ bon không? Rồi tụng kinh dành chỗ chen lắng lắm chen nữa. Thành là bon chen làm gì có cái chuyện buông bỏ. Thấy không nè? Mình vào chùa là phải buông bỏ chứ phải hay là bon chen? Buông bỏ. Mình vào chùa mình hỷ xả hay sỉ vả? Đó. Mình vô đây mình sỉ vả vào không? Đến đây phải là hỷ xả. Thấy không nè? Mình vào chùa để mình bao dung hay là bung dao? Hiểu bung dao không? Không hiểu hả? Để chúng tôi nói cái chữ bung dao cho nghe. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh.
đi về phía thiện bình, tham sân si vô hiệu, đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung chứ không có bung dao. Như vậy mình tu là một là bao dung, hai là bung dao, chọn cái nào? Thấy nói không? Chọn không mà, nhưng mà không thấy tu gì cơ. Bao dung là hỷ xả, người càng hướng đến vị tha càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Người càng ích kỷ đeo bông, bất an phiền não lòng vòng khổ đau. Vỗ tay mỗi tay chưa? Đỏ tay. Đỏ tay luôn rồi. Hết giờ rồi. Chưa hết luôn hả? Trời ơi. Một bài giảng người ta là từ 45 phút cho đến 1 giờ đồng hồ. Mà bây giờ nó qua 1 giờ đồng hồ rồi đó. Chúng tôi có đồng hồ ở đây nè. Không ăn gian đâu. Hẹn quý vị kỳ sau tao ngộ giảng tiếp. Hôm nay giảng chưa hết. Thưa với quý vị, ngày hôm nay chúng tôi phải chạy xô ba chùa. Hồi sáng giảng một chùa ở quận Ngũ Hành Sơn, chùa Huệ Quang. Trưa thì giảng ở chùa Hải Hải gì? Hải Văn Sơn ở quận gì quên rồi. Linh Chiểu, Liên Chiểu. Tối nay giảng thêm chùa nữa, chùa Hòa Tiên nữa. Cái này còn hơn là, còn hơn là giảng sư ngôi sao nữa. Một ngày mà giảng tới ba chùa. Bữa nào mình gom lại một ngày mình làm live show chùa thôi. Ca sĩ á, người ta ra người ta hát một cái đại nhạc hội, một cái live show lớn, một chỗ một. Còn mình ca lẻ phải đi hát tụ điểm nè. Chạy chạy từ tụ điểm này qua tụ điểm kia. Mệt muốn chết rồi đó. À, cho nên là cái bài giảng này nó chưa hết đâu. Thời gian nó hết. Thưa với quý vị, giảng sư Chánh Định là giảng hết thời gian chứ chưa hết pháp. Nhiều người giảng hết pháp rồi mà thời gian vẫn còn. Thấy không? Đó, cho nên là hôm nay tóm tắt, mình nói tóm tắt đi, bữa nào quay lại quý vị nhớ nhắc Chánh Định giảng tiếp. Là mình phải tu ba pháp, thứ nhất là pháp học. Thứ hai là pháp gì? Pháp hành. Thứ ba là gì? Pháp thành. Có học, có hành thì mới có thành. Hành là kết quả. Còn hành là phải thực hành, phải tu tập. Bây giờ nghe pháp mà không có tu tập gì hết thì giống cái lưỡi hay cái miệng, cái muỗng. Cái muỗng. Bây giờ thấy cái hình ảnh cái muỗng nằm trong tô canh chưa? Ngâm lên móc luôn, nó cũng không biết mùi gì là gì. Mình mà nghe pháp mà không có hành miếng nào hết, không có ứng dụng, không có tu tập, không có rèn luyện, không có phát triển thì giống cái muỗng rồi đó. Cái gì, cái thấy cái hình ảnh cái muỗng nằm trong tô canh thì hỏi cái muỗng nó có biết vị canh không? Không. Mình phải học pháp và hành pháp giống như là cái lưỡi nếm được vị canh. Đức Phật ngài nói cũng giống như nước biển, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị gì? Vị mặn. Giáo pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất là vị gì? Vị ngọt hả? Trời ơi, mặn ngọt luôn hả? Hay quá vậy. Giải thoát. Ờ, hay quá, vỗ tay. Giải thoát. Muốn giải thoát thì sao? Phải tu. Mình tu làm sao giống như nước vậy đó. Hiểu không? Nước mình nè, nó chuyển thành H2O, nó chuyển thành hơi nước, nó bốc hơi đi lên. Chứ đừng tu làm sao mà nước khi đổ ra nó tìm chỗ thấp nó chảy xuống không. Mình tu phải đi lên. Hiểu không? Phải tu làm sao? Phải là thông thả, thảnh thơi, thánh thiện. Tha thứ, thư thái, thảnh thơi, thánh thiện rồi mới thăng thiên. Tu làm sao mà nó nặng nề muốn chết, còn cố chấp nặng nề không có xả được miếng nào.
không sao mà hãy người ta vừa nhắc tới tên mình cái gì đó là xung thiên nổi lên rồi, giận hờn quán trách lên rồi. Vậy có tu miếng nào không? Cái đó giống như nước vậy đó, khi mình đổ ra dưới đất thì sao? Nó tìm cái chỗ gì chảy xuống? Chỗ thấp nó chảy xuống. Cho nên mình tu làm sao cho nó quá thành H2O, nó quá thành hơi nước, nó bốc hơi nó lên. Hiểu chưa? Mình tu làm sao giống như con chim én vậy đó, chim yến á, nó nhẹ nhàng, nó bay lượn trên bầu trời, không gian rộng lớn bao la, ngắm cảnh hữu sơn thủy hữu tình. Chứ đừng bao giờ tu làm sao giống như con chim cảnh cục. Nó cũng được mang tên là con chim, nhưng mà sao? Nó là chim cánh cục chứ không phải chim én, chim yến. Con chim cánh cục thì thử hỏi quý vị nó có bay được không? Vì sao? Cái chuyện cục cánh không nói, mà cái chuyện thịt thà trong thân của nó quá nhiều. Giống như con người chúng ta tu mà còn cố chấp quá nhiều, không buông, không xả được miếng. Mình nói mình buông, quay qua quay lại, lụm lên, chưa bỏ. Thưa sư con buông rồi, chuyện chồng con bây giờ con hết nghĩ tới rồi, nhưng mà nói hoài. Là cái dạng này là buông mà chưa, chưa bỏ. Tặng quý vị bài hát vào chùa nghe mỏ nghe chuông để buông và bỏ cho nó kết thúc bài giảng. Vào chùa có mó có chuông, khen ai khéo thinh ô mê hay mà hay ghê. Khi quý vị mệt mỏi buồn khổ, chuyện này chuyện nọ, làm ơn làm phước lên bàn Phật, ngồi đó gõ một tiếng chuông, nghĩ đến cái chữ buông cho nó nhẹ. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn buông giận buông câu hại người. Vỗ tay tiếp. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Chiều hôm nay thời tiết thì Đà Nẵng thì oi bức, mà những tràng vỗ tay của quý vị làm cho không khí nó mát mẻ trở lại. Trước khi dứt lời, cho phép chánh định nói lời niệm ân đến Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự, đặc biệt là quý vị trong ban tổ chức và tất cả quý Phật tử đã cho chánh định một cái duyên lành, một cái khoảng không gian, thời gian không thể nào tuyệt vời hơn để chia sẻ bài giảng hôm nay được thành công mỹ mãn.